Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4 trang 110 và 111. Chúng em xem bài giảng của thầy Liêm. Nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài hôm nay mình sẽ vào bài luyện tập câu số 1 chứ. Đọc các số đo đường số đo đại lượng. Như ở đây là 1/2 với là kg thì mình sẽ đọc là 1/2 kg đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 1 chứ. Vì là câu số này mình sẽ đọc là như thế nào nè? Đọc là 1/2 kg đúng không nè? Giờ số tiếp theo thì mình sẽ đọc là 5/8 m đúng không nè? Giờ số tiếp theo thì mình đọc sẽ là 19/12 giờ đúng không nè? Giờ số cuối cùng sẽ là 6/100 m đúng không? Giờ như vậy mình sẽ viết cái số này xuống dưới đây luôn, như là 1/2 kg. 1/2 kg. Mình đọc sẽ là 1/2 kg. Đây sẽ là 5/8 m. Mình để cái số đó xuống. Và 19/12 giờ đúng không? Giờ cuối cùng là 6/100 m. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ tiếp theo là câu số 2. Viết cái phân số 1/4, 6/10, 18/85 và 72/100 đúng không? Ở câu số 2 người ta cho mình cách đọc và mình sẽ viết số tương ứng. Giờ thầy sẽ làm câu số 2 nha. Như là phân số 1/4 lại. Giờ như 1/4 thì mình sẽ viết phân số là số 1 ở trên và số 4 ở dưới đó, có nghĩa là 1/4 đúng. Giờ tiếp theo là phân số 6/10 nha. Giờ như vậy là 6/10, có nghĩa là số 6 ở trên và số 10 ở dưới đúng không?
6 phần 10 nhé. Giờ tiếp theo là phần số 18 phần 85. Giờ 18 phần 85, có nghĩa là số 18 ở trên và 85 ở dưới đó nè. Giờ cuối cùng là phần số 72 phần 100 nhé. Giờ như 72 phần 100, có nghĩa là số 72 ở trên và số 100 ở dưới. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cũng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 3. Viết mỗi số tự nhiên sao dưới dạng phân số của mẫu số là 1, như vậy 8 thì có nghĩa mình có thể viết dưới dạng phân số là 8 phần 1 đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 3. Giờ như vậy là 8. Thì mình có thể viết bằng là 8 phần 1 đúng không? Tiếp theo là 14. 14 thì mình có thể viết dạng dạng một số là 14 phần 1. Giờ tiếp theo là 32. Như vậy là 32 phần 1 đúng không? Cuối cùng là tiếp theo là 0, có nghĩa là 0 phần 1. Và 1 chính là 1 phần 1 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cũng xem. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4. Viết một phân số bé hơn 1. Như vậy là phân số bé hơn 1 thì mình nhớ là chỉ cần tử số nhỏ hơn một số là được đúng không? Còn phân số bằng 1 là tử số bằng một số. Còn phân số lớn 1 là tử số sẽ lớn hơn một số nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 4 cho em. Như vậy phân số bé hơn 1, chứ hết mình sẽ viết phân số bé hơn 1 nhé. Phân số bé hơn 1 là, ví dụ mình viết một phân số thôi, vì người ta kêu mình viết một phân số thôi. Như vậy mình sẽ viết phân số bất kỳ, ví dụ như 6 phần 8 chẳng hạn đúng không? Chỉ cần tử số nhỏ hơn mẫu số là được đúng không? Giờ tiếp theo là câu B. Câu B thì người ta kêu mình viết một phân số bằng 1. Giờ phân số bằng 1 là, giờ như mình sẽ viết ra một phân số bằng 1, cũng như tử số bằng mẫu số đúng không? Ví dụ như 6 phần 6 chẳng hạn đúng không? Và câu C là người ta kêu mình viết một phân số lớn hơn 1. Giờ phân số lớn hơn 1 là, giờ như là mình sẽ viết phân số, ví dụ như 8 phần 6 chẳng hạn đúng không? Chỉ cần tử số lớn hơn 1 số là được thôi. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 của em là có kết quả giống thôi, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cũng xem.
Mình sẽ qua tiếp câu số 5 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 5. Mỗi đoạn dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Viết vào chỗ chấm theo mẫu nha. Như vậy mẫu mình có đoạn AB chia làm 3 đoạn bằng nhau. Như vậy là AI là chiếm một đoạn, như vậy sẽ là AI sẽ bằng 1/3 của AB đúng không? Còn ICB thì sẽ bằng 2/3, chiếm 2/3 của AB đúng không? Chú ý là AI bằng 1/3 AB là cách viết ngắn gọn của độ dài đoạn thẳng AI bằng 1/3 độ dài đoạn thẳng AB nhé, đúng không? Đây là viết tắt. Bây giờ câu A. Như vậy CD, đoạn thẳng CD người ta chia làm 4 đoạn bằng nhau đúng không? Và CB sẽ chiếm 3 đoạn. Vì mình biết là CB sẽ bằng 3/4 đoạn CD đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu A chính này. Giờ thầy sẽ xuống dòng lại cho các em dễ nhìn nha. Giờ mình sẽ làm câu A trước. Giờ như vậy là CB sẽ bằng bao nhiêu phần của CD đúng không? Và PD sẽ bằng bao nhiêu phần của CD? Giờ như vậy mình thấy là CD chia làm 4 đoạn và CB là chiếm 3 đoạn, như vậy sẽ bằng 3/4 chỗ này nhé. Đúng rồi. Tiếp theo là BD, mình thấy PD thì chỉ chiếm một đoạn của CD thôi đúng không? Như vậy chỗ này sẽ là 1/4 nhé. Giờ tiếp theo là câu P. Mình thấy là đoạn MN này chia làm mấy đoạn bằng nhau? 1, 2, 3, 4, 5. MN là chia làm 5 đoạn bằng nhau. Trong đó MO thì là chiếm 2 đoạn đúng không? Thì chỗ này sẽ là 2/5 nhé. OM sẽ là 3 đoạn. Vì là OM sẽ bằng 3 đoạn, 3/5 của MN nhé. Giờ mình sẽ làm câu B luôn. MO sẽ bằng bao nhiêu đoạn của MN, bao nhiêu phần của MN nhé. Và OM sẽ bằng bao nhiêu phần của MN. Giờ hãy như vậy chỗ này sẽ là 2/5 đúng này. Và bên đây sẽ là 3/5 đúng không? ON chiếm 3 đoạn đúng không? ON sẽ chiếm 3 đoạn của MN nhé. Như là 3/5 đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 có em là có kết quả giống thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cũng xem nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em khác thầy giảng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.